Chào anh ạ. Chào. Xin phép anh tự giới thiệu ạ. Tôi tên Quỳnh Hiến Thanh. Năm nay tôi 63 tuổi. Khi hồi năm 75 mà trước 30 tháng 4 đó thì là người không biết anh mô tả cái cuộc sống của anh lúc đó được không ạ? Trước 30 tháng 4 và vào ngày 30 tháng 4 lúc đó tôi vừa học xong năm thứ nhất đại học ở Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp á, thì học về ngành thú y. Thì sau ngay ngày 30 tháng 4 75 á, thì tôi 19 tuổi và nghĩa là coi như là mọi việc đều bị gián đoạn hết, giống như một sự sụp đổ vậy đó. Tôi cũng mới mất một thời gian, nghĩa là gần một năm mới là hoàn hồn lại, mới tính chuyện đi học trở lại. Lúc đó thì là anh 19 tuổi, anh ở thành phố nào? Tôi ở ngay Sài Gòn. Tôi ở Sài Gòn ở bên quận 4. Và hoàn cảnh gia đình của anh là như thế nào? Nhà tôi là ba má tôi và bảy anh em trai với lại ông nội. Thì bà nội thì đã mất vào cái Tết Mậu Thân, còn ông nội sống chung. Thì ông nội không muốn đi, gia đình lúc đó là cũng có điều kiện có thể là đi hết về tại Việt Nam tính, tại vì ba tôi làm ngân hàng Việt Nam tính, nhưng mà ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Việt Nam Thương Tín. Thì được cũng, nhưng mà ông nội thì dứt khoát ở lại với quê, ông nội nói còn đất điện quê hương, ông nội không muốn đi. Thì ba cũng theo lời ông nội, cả gia đình ở lại hết. Tôi còn bảy anh em trai mà tôi là lớn nhất. Đứa em út là mấy tuổi lúc em đó? Út lúc đó mới có 5 tuổi. Mà anh nói là anh kể là một năm mà anh hoàn hồn có nghĩa là sao? Tức là lúc đó định là bỏ học luôn, tại vì nó là vô nó chỉ bắt học chính trị, bắt nghĩa là với những cái kiểu đi lao động rồi không à. Trong khi gia đình thì lúc đó là sau 75 là vừa hoàn toàn là không thể làm gì được hết, rất là khó khăn. Thành ra tôi định là bỏ học, nhưng mà sau đó thì bình tĩnh lại nghĩ là cần phải học, nếu không học thì không có điều kiện nào trong xã hội để cho mình có thể được. Thành ra tôi xin trở lại đi lao động rồi đi học lại. Thì tôi vô trở lại năm thứ nhì, vào coi như là qua tới năm 76 mới vô học lại năm thứ nhì. Mà lúc ông bố anh lúc đó vẫn còn nhiều việc nữa không hay là bị không? Ba tôi là lúc đó coi như là mất công việc đó, nhưng mà nó có thể giữ, nó giữ với tính cách là chuyện để mà ông train lại, ông nghĩa là huấn luyện lại người khác thôi, nghĩa là lãnh đồng lương rất là kiểu mà giống như là chết đói mấy triệu đồng bạc rồi một tháng. Thì lúc đó bà mẹ ma tôi là phải chạy tảo tần buôn bán, tìm đủ mọi cách mà cho gia đình sống nổi, chứ nếu không thì không thể nào sống nổi. Tại vì mấy đứa em hầu hết còn đi học với nhỏ. Nếu vậy thì là gia đình anh lúc đó là khi nào phải quyết định ra đi? Tới năm tôi sắp ra trường đó thì đã bắt đầu tính chuyện đi, tại vì có một đứa em thì nó bị bắt đi nghĩa vụ. Và khi bị bắt đi nghĩa vụ như vậy thì thấy cái chết sống như trong gang tấc rồi. Nhưng mà cái may mắn là nó đi tới gần biên giới của Thái Lan, thì nó tìm cách nó trốn qua được Thái Lan, thì đứa em nó thoát được. Thì nhờ một đứa bạn của tôi ở đây, bạn học chung thời đại học, đã qua trước Canada này, bảo lãnh cho nó qua Canada. Lúc đó là năm nào ạ? Năm đó là năm khoảng năm 78, 78, 79. Thì 79, 80 là tôi ra trường. Thì tôi đã dứt khoát là phải tính chuyện đi rồi, nhưng mà tôi đi thì tôi bị bắt. Bị bắt lại. Lúc mà ra trường thì tôi nghĩa là ở hoàn cảnh là nghĩa là việc làm rất là khó khăn, thì tôi mới tính chuyện là thôi phải đi. Thì đi thì bị bắt một thời gian về thì công việc cũng mất luôn, cái công việc việc tạm nhưng mà cũng mất luôn. Thì sau đó mới bắt đầu là dứt khoát phải tìm cách. Thì sau đó nhưng mà tôi còn phải đi làm nhiều cái nghề khác nữa, về cái ngành xuất nhập khẩu, về các thứ, nghĩa là giao hàng ở ngoài cảng, rồi đi bất cứ công việc nào có thể làm được thì nhảy vào làm, để mà nghĩa là tìm một con đường. Thì cuối cùng thì năm 82 tôi đi một lần nữa cũng không được, thì tới năm 86, cuối năm 86 mới đi được.
Thì cuối năm 86 là chuyến nó cũng đặc biệt, là đi ra ngoài là Long Sơn, rồi nó kêu nằm ém trong nhà dân thì cũng nằm ở đó, cứ nằm giỏng lòng đông đưa ra chợ. Thì nửa đêm nó kêu ra thì cũng lội bụng lội sình tới cái ghe nhỏ, rồi từ đó đi. Nhưng mà đi dự định là sẽ có hai cái ghe nhỏ đi ra cái ghe lớn, thì một cái ghe nhỏ bị bắt lại ngay trong đêm đó. Thì ghe đó là có tài công, có hải bàn, có hải đồ, nghĩa là coi như là cái đám chủ chốt tổ chức cái chuyến điện biên đó là nằm bên đó. Bên tôi á chỉ có đám tụi tôi, nghĩa là coi như trơ trớt chỉ có đám tụi tôi là với dầu, với gạo, với một ít khô, thì nước, thì đám tụi tôi ra ngoài lên tàu lớn đậu ở ngoài phía ngoài biển Vũng Tàu á, chờ một ngày một đêm không thấy ra. Thì mấy người kia mới nói là trên này có mấy người từng lái ghe ở dọc thêm gian biển mà đánh cá đó. Thì thôi mọi người cùng đi, thì mọi người cũng giới thiệu tôi là đã có học qua về sao về các thứ, với lại có nói chuyện với một số thủy thủ thì biết là cái hướng đi ra như thế nào. Anh có kinh nghiệm gì không? Kinh nghiệm bằng sách vở thôi. Đúng là thì chỉ sách vở chứ chưa có đi biển lần nào hết. Nhưng mà lúc đó là đi vô là thế nào bị bắt, anh chỉ có cách liều mạng đi thôi. Nhưng mà trên tàu có 14, 11 người. Dạ, chuyến đi cũng thật là... Cho em hỏi lại ha, cái lần đầu tiên anh đi là bị bắt là hồi 80 hả? 80. Lần đầu tiên hết á, là 79 là chỉ thoát được. Nhưng mà năm 80 bị bắt thực sự. Thoát được là như thế nào? Thoát được tức là cũng như là đã bị giữ lại rồi hỏi rồi. Nhưng mà người ta... Nghĩa là người ta không nghĩ là mình đi biển, người ta bỏ mình qua lúc đó là thoát được, là mình nói để mình đi để ra thoát ra được. Còn lần thứ hai nó bị bắt á, thì vô trong phải vô tù, ở tù hơn một tháng mấy. Dạ. Lần thứ hai bị sao mà bị hận vậy? Dạ thì cũng đi ra vượt ra tới ngoài biển Bà Rịa rồi nghĩa là không thấy cái tàu lớn, phải quay trở vô thì tới Sài Gòn, tới từ quận 8, đường Âu Dương Lân, phụ bên quận 8, bên cầu Chữ Y á, thì mình bị bắt bên đó. Tức là lúc mình ban đêm 2-3 giờ sáng mình mới nó thả mình lên bờ để đi mà nguyên từng nhóm như vậy. Thời đó là tụi, nghĩa là lúc nào có tụi nó đi canh gác á, nó bắt tại chỗ. Anh ra Bà Rịa để anh chờ cái tàu lớn. Không được. Nhưng mà tàu lớn không được thì là anh lại không có ghé vô Bà Rịa. Anh thả người ta thả để anh đi bắt bộ về trên cái bãi đất thôi. Rồi nói chờ tàu lớn mà không thấy tàu lớn đâu, chờ để đi ra tàu lớn mà không, cuối cùng là không có dấu hiệu gì có tàu lớn, thành ra phải đi ghe nhỏ trở về. Mà anh đi lại ghe nhỏ lại vô Sài Gòn lận. Thì cái ghe nó đi từ sông Sài Gòn đi ra mà, thì đi cả ngày cả đêm vậy nó mới về tới trở lại tới cái quận 8 là bên cái cặp cái bờ sông Sài Gòn mà. Rồi họ đẩy mình lên liền. Mà đẩy mình lên mà ai nấy chạy. Thì khi đó là bị bắt. Dạ, tại vì chạy không thoát. Lúc đó mất tiền không? Nửa đêm. Mất chứ. Mất tiền đi rồi mà. Rồi ba má tôi phải bỏ tiền để chuột ra nữa. Ở dạ. Tháng là kịch lắm. Tháng, đúng quá sức rồi. Cái khoảng cách, cái khoảng chỗ ở chắc có là chỉ khoảng 3 thước. Bị dài khoảng 7 thước. Mà nhớ khoảng 70-80 người ở trong đó. Nằm với nằm nghiêng chứ không thể nào. Còn tắm thì họ nói là tắm cái cách mà giống như là một người một nửa cái ca nước á, cái mình rót cho cái khăn cái mình lau mình thôi chứ. Dạ yeah. Thì cái chắc là nếu mà người đã sống và cái đời sang về mà đi vượt biên mà bị bắt thì đâu biết tới nào. Dạ yeah. Mà anh nói là khi mà anh ra trường là anh đi học thú y hả? Dạ yeah. Xong rồi khi mà ra trường là lúc đó anh có việc. Dạ. Anh có việc, làm việc kiểu mà thú y. Dạ. Làm việc trong ngành. Dạ. Anh làm cho ai? Làm cho chính phủ. Làm ở giống như hợp đồng cho trường đại học. Dạ. Ở tại trường đại học. Anh làm được bao lâu thì là anh bị mất việc? Chưa đầy một năm. Chưa đầy một năm thì là anh mất việc tại vì anh bị bắt. Dạ. Xong rồi trở lại thì là không có ai mướn nữa. Dạ. Xong rồi anh đi ra ngoài cảng anh kiếm việc anh làm. Dạ, ra ngoài cảng kiếm việc đủ loại công việc hết. Dạ, đủ loại công việc, bốc phát hàng hóa, rồi
nhận hàng rồi giao hàng rồi kiểm, nghĩa là hàng hóa, rồi từ đó mình tìm cách mình nói chuyện với những thủy thủ, những cái mình tìm cái đường đi ở ngoài cảng mà đi không được, rồi cuối cùng cũng phải trở lại về nhà gia đình đóng tiền để mà đi vượt biên tiếp. Anh kể lại cái lần mà lần cuối cái lần cuối cùng đó, thì là anh kể lần sau mà có hai cái tàu, một tàu thì là có Tức là hai cái ghe nhỏ hai cái ghe nhỏ. để đưa ra, tức là họ tập hợp từ hai điểm tập kết và hai điểm tập hợp á, mỗi điểm là khoảng mấy chục người á, lên cái ghe nó đưa ra ngoài đó, thì cái tàu nó tàu lớn á, là ở ngoài khơi, nghĩa là cái nói tàu lớn cái thật ra cái tàu bằng cây, mà tàu nó chỉ có khoảng 3 thước 11 thước thôi, tức là thành ra cuối cùng một chiếc ra được, là cái chiếc đó là cái chiếc mà tôi không có, nghĩa là không có tài công, tức là không có chủ tàu, không có hải bạn, không có hải đồ, tức là không có những cái phương tiện để đi, chỉ có còn bên tụi tôi là chở ra đó, là chở gạo, chở dầu, chở những cái thứ mà để cho máy chạy để đi được, với lại có thức ăn, với lại ít ít khô, khô cá đó, còn nước là nước mà ở giữa sông với biển đó, nước do nước lợ, cái nước đó như là nó hơi mặn 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 đó. Lấy từ nước từ dưới sông đó, đổ đầy mấy cái thùng phi, mà tới cùng phước cuối cùng khám phá ra mấy thùng phi bị xẹp hết, để khá lâu rồi chờ để mà tổ chức chuyến đó. Thành ra cuối cùng là rót ra là một ca nước đó, là phân nửa là xẹp, phải chờ cho nó lắng xuống rồi uống cái nước trong ở trên, mà không biết tại sao tụi tôi cũng vẫn sống được. Xong rồi sao anh kể tiếp ạ? Thì cuối cùng tôi quyết định đi, quyết định đi thì cái đi cũng rất là phiêu lưu, tại vì tôi không có hải bạn, không có hải đồ, mà không có tài công, tức là cái người mà đã đi hải quân hoặc là những người mà có kinh nghiệm, thành ra tôi là người dẫn đường, tại vì chỉ kinh nghiệm bằng sách vở, đọc sách, đọc thì học về thiên văn, với nói chuyện một số thủy thủ lúc mà làm việc ngoài cảng đó, thì biết là đi ra đó là nếu mà tàu tàu bình thường á, tàu máy lớn mà đi, tàu của sinh nhập cảng á, thì đi ra thì họ đi tới khoảng 18 tiếng thì họ băng qua côn đảo, thì họ bẻ xuống phía nam thì họ đi về phía Singapore, thì tôi cũng học theo cái cách đó, nhưng mà tôi đi ra tại vì tôi nghĩ cái mùa đó là cái mùa gió, mùa tháng 12 á là mùa gió đông bắc từ trên nó thổi xuống, thành ra nó sẽ thổi dạt, nếu mà mình đi thẳng ra mình sẽ bị trúng côn đảo, tôi phải đi ngược trở lên cái hướng mình tuy á, tức là ngược lên một chút theo cái hướng như vậy, đến đến khi mà đến, nghĩa là đi tới hơn một ngày, tới gần 1,5 ngày tụi tôi mới dám bẻ xuống, thì như vậy tụi tôi vượt qua được cái côn đảo, nếu vừa ra côn ngay côn đảo thì là bị bắt rồi, anh em quẹo xuống như vậy, rồi thì lúc nào cũng có một người lái, còn tôi thì tôi dựa hướng là dựa ban ngày là dựa trên cắm một cây nhang nhìn cái ánh nắng á, để mà đón hướng, còn ban đêm á là nhìn sao, thì cái chùm sao mà tin cậy nhất là chùm sao hiệp sĩ Orion á, chùm sao Orion á thì nó theo theo cái thanh kiếm của chùm sao Orion á là theo hướng bắc nam đó, thì chỉ như vậy đó thì khoảng gần một, nghĩa là hơn hơn một ngày đó, hơn 24 tiếng á, thì từ nói cái anh lái ghe bẻ xuống phía phía nam, nhưng mà đừng có đi thẳng hướng chính nam mà hơi là ra ngoài, tức Dạ, là và đông 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 nam. nam đông đông nam, tức là nghe là đúng ra là nam đông nam thì đúng hơn, tức là mò về hướng nam nhưng mà ít hơn về hướng đông, để chi vậy? Để cho nó không tạt vô trong vịnh Thái Lan, với lại không tạt vô bờ lúc mà còn giai đoạn đầu chưa có đi qua khỏi được cái Cà Mau, Mà anh làm mấy cái quyết định này mà không có cả bản đồ gì hết anh? không có cái gì hết, tôi cũng không biết tại sao mà lúc đó chỉ có cách một liều mạng thôi, tại vì phải đi, tại vì đã bị bắt rồi, đã trải qua những lần vượt biên mà có thể chết sống rồi, bây giờ nếu mà mình không đi nữa mình quay trở vô là coi như uổng công, tất cả đều đổ sông đổ biển hết, thành ra đi được tới 2 ngày nữa thì tôi tới cái nhìn thấy được cái đảo đầu tiên, nhưng mà cái lắc cái ngày lúc đó may mắn á là cái đảo đầu tiên nó tới được là trời còn sáng,
Thì tôi nhìn xung quanh là không, cái đảo quá nhỏ, không có cách nào mà vô được hết, mà xung quanh là toàn đá ngầm không. Nó không dám vô, cứ chạy vòng 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 tìm một cái đường để vô, không có. Tức là theo sau này thì mình tới gặp được bên cao quỷ đó, coi trên bản đồ thì nó là một trong những cái đảo đầu tiên của, nghĩa là trên cực bắc của Indonesia đó. Chứ nếu tụi tôi đi lợp vô trong nữa thì có thể dính Mã Lai với lại Thái Lan, nhìn Thái Lan, nhưng mà nhờ lợp ra ngoài thành ra chúng ta cũng vẫn hơn, nếu mà tính từ lúc rời Việt Nam là hơn 3 ngày đó. Xong xong rồi. Rồi sau đó thì đi không được, thì tôi nói đã tới đảo đầu tiên mà mình không biết cái gì. Thật ra trong mấy ngày mà liên tục như vậy đó là chỉ thấy biển đen thôi, không thấy một cái gì hết. Mà có những đêm mà biển động á, cái biển nó cao giống một quả núi, nó biển động sóng nó lên á, và cái ghe mình nó giống như chiếc lá mà đi mênh mông ở dưới vậy. Có một chút xíu à, tôi nghĩ là nếu mà cái anh lái đó, ảnh mặt cũng hơi yếu tay, chứ mà anh đi ngay giữa, đâm vô ngay giữa đó, thì cái sóng đập xuống một cái là mình không còn cái gì hết. Tại cái ghe mình nó ghe bằng cây mà, mỏng mảnh quá, nghĩa là phải như bao nhiêu mạng người. Tụi tôi trên ghe có 41 người, mà trong đó đa số là phụ nữ với con nít. Nít mà có nhiều đứa nít mới đẻ, mới mấy tháng à. Mà lúc đó mấy người đó là cho uống thuốc ngủ, để cho ngủ để mà đi ra ngoài đó để không bị khóc. Tới chừng mà ra được đi đó, thì đó mà đi biển, mà biển lúc mà biển sâu đó, là bên dưới tình một màu đen ngòm, không thấy một cái gì hết. Nước thì không uống được, thì tỉnh thoảng á, nghĩa là gạo thì nấu bằng cái nước lợ với lại nước lai mút nước biển lên nấu thì nó mặn chát, thành ra ăn một chút xíu với nước là tôi lấy cái nước mà nước mà làm mát máy nó chảy ra ngoài, cái hứng lên chút xíu mình hớp cái rất ít. Tại có đọc một cuốn sách một cái người mà cũng lưu lạc trên biển, bị lạc trên biển á, nằm trên cái bè đó, thì người đó cũng uống nước biển mà uống một lần một chút xíu để cho cái gan có khả năng thẩm thấu mà không có làm hư cái thận, nghĩa là một lần một chút xíu để cho mình chống được cái cơn khát. Thì cứ như vậy đó, mà nghĩa là tiếp tục đi như vậy. Thì tới ngày thứ, trước khi mà tới cái đảo đầu tiên đó, thì ngày thứ hai qua khỏi, giữa ngày thứ hai, cuối ngày thứ hai đó, thì cái bánh trớn ở trong cái máy tàu kiểu ba lóc đó, ở trong cái máy nó bị nó lắc, canh, tôi thôi rồi, cái gì vậy, cái mới xuống dưới coi á, thì nếu mà phải tắt máy liền, tại vì nó chạy liên tục, nó chịu không nổi, mà cái ốc nó dặn vô, nó dặn không có cứng, thành cái bánh trớn nó sắp xuất ra, nếu nó xuất ra hẳn á, thì sẽ đập vô hai bên thành tàu, là chiếc tàu sẽ chìm, mà bao nhiêu phụ nữ, nít ở dưới ghe như vậy, thì cái tàu sẽ chìm chắc, thì tôi cũng biết cái phép màu nào nữa. Cái mấy bạch lại không có cái khóa cái mỏ lết để mình siết lại, thì mới dùng, nghĩa là mấy người đó phải dùng, nghĩa là giống như mấy cục đá với mấy cái thanh sắt đó, để tìm cách mà vòng vô để tới khi nó cứng lại để mà chạy, chứ nghĩa là cái đó là không có hoàn toàn, không bảo đảm an toàn. Và thử nghĩ mình ở đây, mình đi mỗi lần đi đâu là biết bao nhiêu cái áo phao cứu sinh, bám vào những cái lai gà, nó mà đi nó hoàn toàn không có cái gì hết, tay không phải không? Nếu mà chiếc tàu mà bị đập chìm là mình chết hết. Đó là một trong những cái nguy hiểm trong đường đi. Cái thứ hai là lúc mà đi trên đường, sau cái tàu thứ nhất, sau khi tới cái đảo thứ nhất, qua tiếp tục đi, thì tôi nghĩa là lúc mà tôi đi mà hoàn toàn không thấy gì hết á, thình lình mà sau ngày thì qua cuối ngày thứ ba mà thấy được, bắt đầu có những con chim bay, với anh thấy có rác, với lại biển bắt đầu đục lại, tôi nói thôi mừng quá rồi, như vậy là chắc chắn mình sẽ tới bờ. Sau đó mình thấy mình chớm mình chút xíu, từ từ mình thấy như là giống như dưới chân trời có chớm nhỏ, tại lúc trước mình bị ảo giác nhiều quá, mình không tin nữa. Tới khi bắt đầu nó nhú lên cao là mình biết là chắc chắn là có đất liền, có núi đất liền. Thì đó là tới đảo thứ nhất, là tôi đã nói là chạy vòng vòng không có đường để vô, tại vì nó chỉ là giống như cái đảo hoang thôi. Cái tiếp tục đi tới cái đảo thứ hai, cái trên đường đi cứ tiếp tục đi như vậy đó, thì tôi sau đó thì tới được một cái đảo nữa, thì tôi tìm cách để đi vô. Thì trên đường đi vô thì trên đó có một cái chiếc ghe đi ra, thì tôi mừng quá vẫy lại, thì nhìn lại tướng ông nào nói ngon quá, nhìn là mấy
mới biết sau này khi mà tới cầu quỷ nói chuyện với bên cầu quỷ thì tôi mới biết là đó là những người mà giống như là bộ biên phòng, quân đội biên phòng của Indo, mà cái đảo đó kêu là Bù Lao Lột, tức là ai tới là nó lột hết, tức là nó quắt tụi tôi vô, nhưng mà nó chèo ghe ra nó quắt tụi tôi vô. Thì tại mấy người đó thấy cũng ngầu quá, thành ra mấy người trên ghe mới nhắc nhỏ tôi lúc nói chuyện với mấy người đó. Tôi lúc đó tiếng Anh của tôi thì thuộc loại nữa rồi, chỉ mà là lúc làm mà tạ cảm như là lúc học thôi, dùng tiếng Anh đó thôi chứ còn không có, nghĩa là tại vì mình chỉ nói chuyện với một chút đỉnh là thôi. Thì lúc đó mình chỉ nói là mình là người tị nạn, mình muốn đi tìm tới đây, ở đây là đâu, thì nó mới nói là đây là Indonesia. Thì các anh đã được thoát rồi, các anh theo tôi này kia đó. Cái mình nói tàu ở ghe tôi là hình như bị vướng rồi, nhờ anh vui lòng cho tôi vô lấy cho tôi ít nước trước. Cái nó đòi, nó nói là nếu vậy thì phải đưa vàng trước. Cái tụi tôi nó mới hỏi mấy anh tàu đưa cho họ mấy một vài người tháo một hai chiếc nhẫn đưa cho nó, nói đó anh cho tụi tôi vô dần. Thì anh vô kiếm cho tụi tôi nước với thức ăn và tụi tôi mọi người kiệt quệ rồi. Thì trong thời gian mà tụi tôi vô thì tụi tôi mới bàn nó mấy người này nhìn không có lành, chắc là nguy hiểm lắm, tại vì họ có vẻ giống như cướp. Thành ra tôi mới nói vậy, bây giờ cái ghe mình bị kẹt, mình phải chịu khó nhảy xuống. Thì cả tôi kêu mấy mà thanh niên đó với đám mà 15, 16 tuổi nhảy xuống với tôi xuống dưới biển, mà chút đó là đá san hô nó cắt đứt chân hết, chảy máu tuôn luôn, mà phải ráng để mình nhấc cái ghe lên thì nó dướng xuống dưới cái đá san hô đó. Thì họ đẩy ra được chút xíu cái tôi nổ máy chạy, cái bên kia nó quay đầu lại nó rút súng nó bắn, nó bắn theo lúng búng ngay trên ngay cái ghe tôi. Nhưng mà cũng rất may là cái ghe nó nhỏ, nó ra không kịp, tôi chạy luôn thì cứ tiếp tục xuống phía Việt Nam, cứ tiếp tục hoài. Cuối cùng gặp mấy cái đảo khác thì cũng gặp mấy người đánh cá vậy kia, họ chỉ nói mình hỏi ở đâu mà cái trại tị nạn á, refugee camp. Thì có một số người cũng bập bẹ, thì anh đô cũng không nói tiếng Anh giỏi thì họ chỉ xuống phía dưới. Thì cuối cùng hết, tụi tới cái đảo. Thì cái đảo đó lớn, mà theo cái chỉ của mấy người mà trước đó mà đánh cá nhỏ, cái ghe mấy người mà đi mấy cái ghe câu cá là kiểu như cây dắt và cái ghe độc mộc nhỏ đó, cái thuyền độc mộc á, thì họ chỉ tụi tôi xuống phía đó. Thì tụi tôi thẳng tới đó thì thấy cái đảo lớn, nhưng mà tới đó là chiều tối quá rồi. Tôi mới nói là được rút kinh nghiệm những lần trước là toàn là đá san hô rồi, mà nếu mình vô là kẹt cái tàu có thể chết, có thể bị chìm. Thì tôi chờ ở ngoài, nhưng mà trong lúc mà tối đó bỏ cái neo xuống thì cái neo nó bị xúc luôn. Đấy, mấy tất cả nó mấy cái dây rồi cái các thứ chờ cả năm nó một phát rồi đứt mất cái dây. Cái ập thành nó sáng ra thấy cách xa khoảng rất là xa, tại tối nó mọi người kiểm xịt ngủ chút xíu sáng dậy quá xa. Mà ngày đó là ngày thứ bảy. Mà vẫn có thấy đó không? Vẫn có thấy cái đảo nữa không? Hay là đi xa quá? Thì cái, nó xa ra khỏi đảo đó thì bắt đầu phải nổ máy chạy ngược trở lại đó. Thì chạy một hồi gần tới đảo thì cái propeller, cái bánh chân vịt đó nó xúc dần dưới biển mất luôn. Tức là cái tàu đó là nó bể từng chỗ rồi, nó mục hết trơn cái gỗ dưới. Thành ra mỗi một lần mà chỗ nào mà nước tràn vô đó là mỗi lần phải kêu mấy thanh niên mà trên ghe mấy đứa 15, 17 tuổi là chạy xuống dưới lấy quần áo đó. Ai có quần áo là lấy nhét vô để chặn. Thì nó đã tới tình trạng nó quá tệ rồi, mà cái be thì nó làm sao nó đánh nứt ra rồi, nó tách ra thành nước cứ tiếp tục vô hoài. Mà tụi tôi nói kiểu này nếu mà không vô tới bờ là chết, tại vì hết khách rồi, không đi đâu nữa. Thì có rất may là thấy được cái ông anh đô, tụi tôi nghĩ anh nói giống như là thiên thần vậy. Ông lại đi chèo cái ghe độc mộc ra gần đó, quát ông lại năn nỉ ông, ông có một mớ cá cho ông liền mấy cái chi vàng, mấy người có mấy cái nhẫn đưa cho ông để xin ông mớ cá, ông đưa liền. Nhưng mà tôi mới ra hiệu là cho tôi leo lên đó tôi ngồi đi chèo tôi vô trong cái trong đó, tại vì ghe tôi không chạy được nữa rồi. Cái cuối cùng ông đồng ý, tôi ngồi phía sau. Ông cứ chèo cái kiểu mà giống như mấy người chèo thuyền vậy đó, mà cái ghe độc mộc nó đẻo từ cái cây. Thì tôi ngồi sau thì nó cũng lún xuống luôn. Thì mưa nước bắt đầu kiểu mấy mặt mưa lâm râm lất phất nữa, buổi sáng còn thấy đảo,
ông chèo từ đó mà tới trưa tới khoảng 4 năm mấy tiếng đồng hồ mới vô tới được trong bờ, tại vì nó coi gì mà xa, thật là xa. Thì cuối cùng vô tới được trong bờ thì ông chèo, ông biết được đúng đường thủy lộ để vô trong, để vô theo cái bến cái cặp thuyền á, vô được trong, bước lên bờ nó là test, nằm sắp liền đấy, giống như một bị say, ông vào hết cái đường luôn. Mà đó rất là cái may mắn, thì ông cũng có kinh nghiệm, chắc cũng quyết nhiều người. Thì ngay đúng chỗ đó là trại đảo Kuku, Bulakuku là cái đảo tị nạn, cái trại tị nạn đầu tiên trước đó. Thì tôi cái vợ mới lúc đó gặp được một người ông cao quỷ tị nạn, rồi ông đại tá, ông tên là Baba Boy, cách cách mà mọi người kêu ông, thì ông đại tá trưởng đảo nữa. Thì họ gặp tôi, rồi tôi cũng tự giới thiệu mình, rồi tôi cũng nói là tôi là những người tị nạn Việt Nam á, ông mới tới đây. Ông nói trại nhà này đóng cửa lâu rồi, chỉ còn một sinh người lại thôi, tức là nhưng mà tụi mày tới được là may, một cái may mắn, thì ta sẽ giúp mày. Mà giờ cái tàu kia như thế nào cũng có thể vô đây được, nó không cách nào vô được, chân vịt đã văng xuống biển rồi. Ông nói thêm một cái may mắn nữa, tại vì nếu mày không, mày có điều kiện, tụi ta sẽ cho mày dầu nước để mày đi tiếp, chứ không cho vô. Nhưng mà tại vì cái mày đã hết cách rồi, không cách nào đi được nữa hết đó. Cái ông nói như vậy, ông sẽ nói chuyện với trưởng đảo, gặp trưởng đảo. Thì tôi nói đầu tiên cho tôi xin miếng nước uống trước, chịu hết nổi rồi. Cái họ chỉ ngay cái lu nước, hay là múc nước uống. Uống xong rồi nói chuyện thì ông nói đây cho ông sẽ cho tàu ra. Thì ông chở tôi ra với đi với trưởng đảo ra ngoài đó. Ông ra ông đón phải đón 41 người tổng cộng chung cho tôi. Tôi phải làm 2-3 chuyến không? Không, một chuyến. Phải, ông ra, ông móc vô cái tàu đó, ông kéo vô. Sau đó cái tàu nó cũng giống như bị hủy diệt, tại vì không có còn, đã nứt hết rồi. Mà cái dưới nước chảy tuôn hết. Tôi cũng diễn tả cho hoàn toàn cho ông nghe như vậy. Dạ. Ông... Ở đảo Cú Cú thì sao? Thì là cái... Ở đảo Cú Cú thì tôi... Tôi tới đảo, hôm đó là tôi đi ngày 13, tôi 12 tây, đi ngày 12 tháng 12 năm 86, thì tôi tới đảo là 19 tháng 12 năm 86, thì còn mấy ngày nữa là đón Giáng sinh. Thì ông trưởng đảo có mời một số người đại diện trong đó, tôi với lại một người nữa, lên trên đi dự bữa tiệc Giáng sinh. Rồi ông cũng nói là rất may mắn, coi như là bây giờ đảo đóng cửa, nhưng mà tôi là những người cuối cùng. Rồi xong rồi ông cũng nói là ông sẽ tìm cách, ông đang liên lạc với bệnh đảo Galang, Bulan Galang là cái đảo chính đang có người tị nạn, rồi sẽ đưa tôi qua đó. Còn bao nhiêu người trên đảo lúc đó? Chỉ có tôi thôi. Hả? Dạ. Không có ai nào hết? Không, chỉ còn lúc đó là chỉ còn cái trại ở đó thôi. Cái đảo nó vắng luôn đó hả? Đảo vắng luôn, mà... tức là chuẩn bị đóng cửa rồi. Mà vẫn có người gác, vẫn có người... Mà vẫn còn một người cao quỷ tị nạn đó. Rồi ông cũng còn máy liên lạc rồi các thứ, ông kêu vô tuyến cho Ga Lan báo là ông đã có một người đã đến đây, ông báo cho cao quỷ tị nạn ở bên đó, ông đó là đại diện cho cao quỷ. Dạ, yeah. Ông tên Anand, tôi còn nhớ tên ông. Dạ, A-N-D, Anand. Dạ, người Indo. Rồi có một ông nữa là bác sĩ người Indo nữa, chăm sóc sức khỏe cho hết mọi người đó. Coi như là còn vẫn còn quân đội biên phòng ở đó. Nhưng mà cái đảo này rất là hiền, nghĩa là sẵn sàng lo cho người tị nạn, chứ không phải như đảo kia. Đảo kia là tôi lên rồi tôi mới nói chuyện với cái chị mà trưởng phòng thông dịch của chung trong cái nhóm tôi làm chung thông dịch đó, là chị mới cho tôi biết là may mắn quá, chứ nếu hồi đó là chị, cái tết của chị là bị lột hết, không còn một cái gì nữa. Rồi sợ đó hết mấy tháng rồi nó mới cho đi. Dạ. Ở cái trại, cái họ, lao lột. Họ muốn đưa gạt mình vô để mà họ lột, nhưng mà họ muốn giữ mình lại để làm gì? Thì họ giữ, nếu họ còn giữ đó thì họ có thể gì, quên cao quỹ tị nạn họ phải cung cấp cho họ một số tiền hay là các thứ vậy. Tại vì tất cả những cái tiền chi phí nuôi dưỡng mình, mình không cần biết. Tại vì mấy cái trại tị nạn đều có thể được cao quỹ tị nạn cung cấp một số ngân khoản và yeah, thực phẩm. Thì mấy người đó bị lột tới mức mà nghĩa là họ soi luôn tới hồng môn, tới mọi thứ đó. Nghĩa là đối xử rất là tàn tệ, chỉ nói chỉ nghĩa là chỉ giống như là kinh hoàng á, vẫn bị nai meo hoài ở bên nơi đó. Thì tôi là may mắn, thì tới Kuku thì tới ngày 1 tới tháng 7 năm 1987 thì tôi được tàu lớn,
6 tháng. Đúng. 7 tháng. Tháng Giêng. À, anh nói 7 tháng 1 hay là 1 tháng 7? Ờ, đâu, 7 tháng 1. 7 tháng 1. 1. Dạ, dạ. Vậy thì mới có mười mấy ngày. Thì tôi được đưa qua bên Ga Lăng. Và qua Ga Lăng thì ai sống sao mình sống vậy. Thì đời sống nó tương đối. Nghĩa là rồi mỗi ngày thì ở Ga Lăng thì tôi được nhận. Sau khi mà có bà cao ủy trưởng người Phần Lan á, mà phỏng vấn tôi về cái chuyến đi á, thì tôi cũng nói thật là các thứ vậy. Và thời gian đó thì tôi nói tiếng Anh cũng còn bê bố lắm, nhưng mà bà cũng hiểu được hết các chuyện, thì bà mới nói giữ tôi lại. Bà nói là nếu mày muốn mày ở lại đây làm cho phòng định cư, tức là resettlement officer, thì tôi làm ở đó tới khi mà đi. Yeah. Lúc đó là mấy cái phái đoàn nó vẫn còn phỏng vấn người ta. Còn phái đoàn lúc tôi là lúc đó chưa có giai đoạn thành lập. Đầu năm 87 chưa có thành lập. Thì tới cuối năm 87 thì tôi được phái đoàn Canada phỏng vấn. Tại vì đứa em tôi nó đi qua ở bên Calgary rồi. Thành ra chính là gì mà tôi qua đây. Thì cũng anh cũng phải đợi cả năm thì mới được phỏng vấn. Chưa tới một năm. Dạ, gần. Dạ. Yeah. Tới tháng hình như tháng 10, tháng 11 gì đó. Thì được phỏng vấn thì tháng 2 thì tôi qua đây. Tháng 2 năm 88. Dạ. Yeah. Thì lúc mà lên phỏng vấn á là họ định sắp xếp tôi vô cái hồ sơ của thân nhân bảo lãnh, tức là thằng em bảo lãnh. Nhưng mà lúc mà lên nói chuyện thì ông trong delegation của Canada đó, thì mấy ông đó mới nói chuyện với tôi, theo ông nói ủa mày mới về ngồi đây mày thông dịch cho tao vậy, mày xuống mày ngồi đây. Thì tôi với thằng em tôi đi với đứa em trai, thì đứa em nhỏ hơn đúng 12 tuổi, thì hai anh em mới ngồi chung vô phỏng vấn. Thì ông hỏi tới đâu mình nói chuyện tới đó, thì tương đối là mình trả lời được một số những cái vấn đề đó. Thì ông cộng điểm là nói mày có đủ điểm để tao cho mày chuyển qua, mày dư điểm cho chuyển qua. Chẳng hạn như em tôi nó tốt nghiệp trung học, tôi là tốt nghiệp đại học rồi, có điều kiện nghĩa là coi như là tỷ lệ tiếng Anh gì các thứ. Ông cộng điểm lại thì ông nói là cho tôi đi cái diện government sponsorship. Yeah. Lúc này là mấy tuổi? 32 tuổi. 32 tuổi rồi. Dạ. Tôi xoay rất là lẹ. Chưa, nếu mà tính theo tuổi bên đó thì 32, tính lên 31. Nhưng tính theo tháng. Yeah. Từ qua đây tháng cuối tháng 2 năm 88 thì chỉ biết là năm đó là năm mà ở đây tổ chức Olympic mùa đông. Lúc mà bay trở ra, tự nhiên đó là ngày 29 Tây, ngày chung clip gì giống như năm nay vậy đó, năm nhuận đó. Tháng có ngày 29 tháng 2. Thì lúc đó là máy bay đi ra đó là để cho những người mà đến đây coi xem Olympic đi về. Máy bay đi vô là chở tôi vô. Thế nên máy bay gần như vắng không qua. Yeah. Mà phi trường đông không? Phi trường không, lúc tôi tới Vancouver thì đông. Tại vì tôi đi qua ở lúc mà trước khi qua đây thì ở Singapore khoảng 7 ngày. Rồi tôi xem qua máy bay qua đây. Thì bay qua Vancouver. Thì Vancouver thì ở trong những buổi sáng trưa thì đi qua đây rồi. Dạ, yeah. Đó là đi trên đồng nhìn xuống tháng 2 là hoàn toàn thấy là tuyệt mênh mông, đi ngang bay ngang qua Rocky Mountain nhìn không thấy gì hết, thấy tuyết thôi. Cũng thấy lạnh thì. Yeah. Khi anh qua thì là lúc đó là cái người chị bảo lãnh hả, người em? Không, em tôi không, lúc đó là coi như là tôi được đi, tôi và đứa em trai được đi diện của government, của chính phủ bảo lãnh. Yeah. Nếu vậy thì là anh được sự giúp đỡ nào từ chính phủ hoặc là từ mấy cái hội đoàn? Yeah. Họ giúp cái gì? Lúc mới tới đó, vừa tới đó, thì tôi cũng giống như những người mà đi diện government đó, thì lên cái manpower là chỗ đó, là chỗ mà gặp những counselor đó. Thì ông counselor đầu tiên tôi còn nhớ là ông tên Phan Tư. Ông tên Tư, họ Phan. Thì ông cũng tận tình giúp đỡ. Ông nói nghĩa là với điều kiện là nếu mà anh muốn đi làm sớm thì tôi sẽ giới thiệu cho anh đi làm. Thì họ đã giúp tôi lúc đầu á, là government bảo lãnh á, thì tôi với em tôi được một cái apartment có hai phòng ngủ và cũng có ít lại một cái sofa, một cái chair với lại một ít nồi niêu son chảo, nghĩa là coi như là đồ supply cũng tương đối là dạ. Yeah. Nghĩa là cho tụi tôi tới nhà thờ lựa một ít quần áo. Dạ. Yeah. Thành ra coi như là cũng bắt đầu cuộc sống. Thì
hai anh em được khoảng 300-400 đô thì để tụi tôi bắt đầu cuộc sống mỗi mỗi cứ mỗi một tháng thì lên một lần gặp counselor. Nhưng mà chỉ có tới tháng thứ hai thì tôi nghe lời bạn bè nói là bây giờ mình đi làm, thì buổi tối đi làm liên ở building á, rồi sau đó bắt đầu ghi tên đi học liền, đi học cái ABC là về hệ thống Anh văn đó, thì phỏng vấn tôi được nhận vô cái lớp là cái lớp chót lớp 13 thì intermediate, yeah, thì sau đó thì bắt đầu thì sau đó thì tôi thấy là nghe mấy người kia nói là nếu mà mình đi làm sớm thì mình có thể bảo lãnh được gia đình, thành nó hình như là tháng thứ hai tôi đi làm, lúc tháng đầu tiên tôi đi làm á là chưa có social insurance luôn, thành ra lúc đó mấy người đó mới nói là cái ông mà supervisor đó nói là mày không có social insurance tao chưa nhận mày được, tao nói nhưng mà cho mày tao đi làm chuyện nào tao có thì tao mày trả lương, ông nói rồi mày hứa vậy ha thì tao cho mày làm trước, nào khó thì làm trả lương, thì tôi làm trước rồi sau đó tôi trong một tháng rồi thì đi lấy bằng lái rồi tôi xin đi làm việc ở hãng gỗ, dạ làm được ở hãng gỗ rồi tôi báo cho chính quyền cho government là tôi xin cắt, lúc đó là khoảng tháng thứ ba là tôi xin cắt, có thể được nghĩa là trợ cấp của chính phủ được một năm, nhưng mà từ tới tháng thứ ba là tôi về. Em tôi thì nó tiếp tục nó đi học nhưng mà tôi cắt thì có gì tôi lo cho em. Người em đi học chắc là high school lúc đó à? Lúc đó nó đã nghĩa là 19 tuổi rồi. Thành ra nó không có được nhận high school mà nó đi học giống như là upgrading. Yeah. Nhưng mà nó cũng vẫn được tiếp tục học. Yeah. Tại nó đã học xong high school ở Việt Nam. Nó học vừa xong high school mới đi đủ viên. Nó qua nó học upgrading mấy cái 30 hồi xưa kêu enlister thì rồi này tương đương của lớp 12. Còn cái cô mà cô em mà đây qua đây trước là lúc đó cô là em cũng em trai thì tôi bảy anh em trai hả? Dạ. anh trai đó, đứa em đó thì nó sau nó đi làm một số cái ngành nghĩa là về máy cắt về các thứ, nghĩa là coi như là bên chính phủ cho đi học nghề gì đó đi học hết về tiện về các thứ nó học rồi để nó đi làm. Dạ, yeah. Bây giờ thì nó đã ở Vancouver. Thì lúc đó cũng không có điều kiện để mà nó bảo lãnh. Coi như là cái khoảng nghĩa là coi như income chắc không đủ. Tại vì thời gian đầu còn giống như là còn vừa học vừa làm á, thì nó không có đủ để bảo lãnh. Mà lúc lên nói chuyện thì cao ủy nói là tôi giữ điểm để mà chuyển qua cái hệ thống đó. Thì tôi cũng không có mong muốn là được chính phủ trợ cấp gì đâu. Chỉ muốn qua rồi mình phải ráng mình lo. Mà cái phần chính hồi xưa nó chọn đi Canada cũng là vì muốn qua đi bảo lãnh gia đình. Tại chỉ có đi Canada mình có cái may mắn đó thôi. Còn nếu mà đi Mỹ người nó xếp hàng rất là nhiều và là những nước khác không biết như thế nào. Thành ra cuối cùng thì tụi đi nghĩa là có như thế, tới khi đã qua đây được rồi với mình trải qua cái chết sống vậy thì cái điều kiện mình muốn. Yeah. Nhưng mà anh làm ở nơi cái hạn của bao lâu thì là anh bảo lãnh được còn những người còn lại? Không đầy một năm. Thì tôi xin đi xin job nghĩa là mấy tháng rồi thì tôi đi xin tôi gặp đi bác sĩ gia đình, đúng rồi tôi gặp bác sĩ gia đình là bác sĩ Độ, bác sĩ Trường Hữu Độ là bác sĩ gia đình của tôi lúc mới qua, thì nói chuyện với anh Độ nói vậy anh có mấy người quen ở trong bệnh viện nếu mà muốn trở lại thì đi tạm thời bây giờ thì đi làm về nghĩa là đi làm về kêu là nghề chích hay là nghề lab assistant đó, thì xin vô trong đó làm. Chứ lúc đó là anh vẫn còn muốn trở về cái ngành thú y không ạ? Lúc đó là lúc mà tôi phải lo tranh sống trước, đúng không? Tại đã chuyện mà đi học lại, tôi nghĩ là phải tạm thời ổn định trước. Là một, thứ hai là tôi rất là vội muốn là làm cách nào mình phải có income đủ để bảo lãnh gia đình. Tại tôi còn ba má với hai đứa em nữa ở Việt Nam. Còn nếu mà làm nghề lab technician á, yeah, là phải mình có phải đi học thêm không? Dạ. Yeah. Học bao lâu? Lúc đó tôi học cũng gần một năm, nhưng mà hầu hết cái phần học lúc giai đoạn đó nó có dễ dãi là cho tôi học hàm thủ. Cũng không, yeah, không lâu lắm hả? Dạ. Yeah. Tức là coi như tạm thời tôi học những cái nào mà cơ bản, tại vì tôi cũng có một số kinh nghiệm rồi. Thì sau đó thì anh đầu giới thiệu vậy thì tôi vô trong bệnh viện tôi đi kiếm job thì mình gặp bà xã, bà xã lúc đó đã làm trong đó rồi,
Thì xin đúng là chỗ đó cũng không xin được, bạn phải đi qua chỗ khác rồi xin nhiều lần, cuối cùng xin được vô bệnh viện Phước Hiệu ở đây làm. Nhưng mà chỉ làm có mấy tháng thì lúc tôi phải bị mổ, tôi bị bệnh mổ, thành ra phải nghỉ một thời gian, là không có làm liên tục. Sau tôi mới xin lại tiếp ở private lab, tức là lab tư ở ngoài, nhưng mà mới làm. Rồi trong thời gian làm thì có một giai đoạn tôi đi học lại, dạ, đi học tiếp, đi upgrading thêm, học thêm. Vừa đi làm vừa đi học hay sao? Dạ. Thế và lúc nào tôi cũng đi làm hết. Nhưng mà giai trước tôi làm full time, sau này làm full time, giai đoạn đi học thì làm part time. Dạ. Anh upgrade như thế nào? Tại sao mà cần? Đây, tôi tính là vô học ở UFC, University. Thì tôi vô học lại 2 năm. Tính là trở lại dược, tính vô học dược. Tại vì nếu mà tôi muốn đi thú y á, là tôi phải đi qua Saskatoon. Ở bên Saskatchewan, tại vì lúc đó chỉ có hai ngành thú y, một là Ontario, hai là Saskatchewan thôi. Mà muốn đi như vậy thì coi như là, và lúc đó tôi mới lập gia đình, rồi với lại tính chuyện bảo lãnh gia đình, thành ra tôi nói là như vậy thôi, tôi sẽ chuyển ngành, học ngành khác, chứ còn không muốn give up cái chuyện học. Nhưng mà dược thì lúc đó là lúc mà tôi định trở lại học là tôi đã hơn 40 tuổi rồi, thành ra cái phần mà interview với các thứ là chỉ được vô, nghĩa là coi như là không được nhận chính thức. Dạ, thành ra cuối cùng cũng không vô. Tức là sau đó thì tôi nói là tôi nghĩ bây giờ tiếp tục học những ngành tổng quát giống như math hay là biology hay là cái này kia tiếp tục, tại nó tôi có thể vô tiếp tục cái đó học tiếp, thì hay là computer thì mình lớn tuổi rồi học mấy cái đó ra chưa chắc gì đã kiếm được một ngày gì để làm, thì tôi quay trở ra tôi làm tiếp những ngành làm. Cái trạng thái lúc của anh lúc đó là như thế nào về cái công, về cái tương lai, về cái nghề nghiệp của anh? Thật ra mà nói, tôi nghĩ là thế hệ đi mà, cái thế hệ ban đầu để mà vượt biên đi qua đây đó, thế hệ ban đầu định cư một nước người á phải hy sinh nhiều, không phải cái gì mình muốn cũng được hết. Nếu mà tôi có hoàn cảnh giống như tôi là không có phải lo vấn đề mà phải bảo lãnh gia đình hay là lo gia đình của mình riêng hay là kia thì có lẽ là có điều kiện hơn. Nhưng mà nếu không được á thì mình lo cho thế hệ kế tiếp. Dạ, yeah. Chứ còn cái gia đình vẫn phải là cái ưu tiên, gia đình lớn và gia đình nhỏ. Dạ, yeah. Thành ra lúc đó tôi phải bỏ. Mấy, lúc đó là mấy anh trai của mấy đứa anh trai thì là có đã qua đây hết, đi theo đeo đuổi được cái những cái nghề mà tụi nó muốn không, hay là một số đạt được cái nó muốn. Dạ, yeah. Nhưng mà một số thì cũng vẫn phải làm cực lao động, nhưng mà biến là tất cả anh em được, gia đình được sum họp hết ở Canada là một cái anh họ, cả gia đình được sum được đoàn tụ năm nào? Năm 93, cuối cùng ở năm tháng giêng, 15 tháng giêng năm 93 thì ba má tôi với lại hai đứa em qua được. Tức là sau khi anh qua đây cũng được năm. Dạ, bùa qua được 5 năm. Dạ, 5 năm thì gia đình qua được. Và tôi nghĩ là nó cũng một cái. Dạ. Có nhiều cái mình không thể đạt được, nhưng mà cũng có một số ít cái chính. Hiện giờ ba má tôi với lại các em tôi đa số là ở Vancouver, còn có một đứa cũng ở đây với một đứa ở bên Montreal. Dạ. Giờ anh nhìn lại thì anh cảm thấy cảm tưởng của anh về cái cuộc sống anh đã thành đạt được ở đây, là anh đã thành lập ở đây được là như thế nào? Tôi nghĩ tôi cũng nghĩa là vấn đề mà trở lại trường học á, thì cái không trở lại đúng cái ngành nghề của mình nhưng mà vẫn có thể tăng tiến trong lĩnh vực khác, tại ngay cả ngành lab nó cũng có nhiều level, thì tôi cũng đã tới cái mức mà giống như cái so sánh giống như một trưởng phòng. Dạ, tôi phụ trách một cái khoảng hàng mấy ba chục người, và cũng trong cái nhóm mà tôi phụ trách cũng có nhiều người là bác sĩ ở nhiều nước trên thế giới, hành nợ sẽ nhiều nước thế giới qua đây mà cũng trở lại làm. Dạ, trở lại làm cũng phải làm từ bước đầu để chờ thi thi tương đương. Mà có nhiều người cũng đã không có trở lại, giống như bà xã tôi cũng vậy, cũng là medical doctor nhưng mà cuối cùng cũng không có trở lại nghề, mặc dù đã đậu tương đương ở đây hai lần. Thành ra cái đúng là cái khó khăn. Canada cũng rất là nhân ái, rất là thân thiện, rất là
lo cho đời sống, nhưng mà cái vấn đề mà trở lại ngành nghề cũng là một cái nhiều trong những cái nó đòi hỏi cả hai nhiều nhiều mặt lắm. Nhưng mà tụi tôi rất là chú trọng, nghĩa là coi như lo cho thế hệ sau. Cho tới khi nào thì là anh cảm thấy như là mình ổn định rồi, hay là mình coi như là đây là quê hương thứ hai của mình rồi? Tôi nghĩ có lẽ là đến một lần nào đó, như là tôi đi đi có một dịp tôi đi Nhật hay là đi Singapore, tôi không nhớ, nhưng mà tôi cũng nói với nhau thôi đi hoài bây giờ muốn về nhà. Thì khi mình nói về nhà, tôi lại không nghĩ là về nhà mà ở Việt Nam, mà là về nhà ở Canada đây. Tại vì giống như là mình sống ở đây quen rồi, đời sống ở đây cho tới mọi thứ nó khác biệt nhiều so với là tôi nghĩ có lẽ là giờ với nói chuyện với rất nhiều người ở Việt Nam mới qua, tôi thấy chắc có lẽ mình về nó sao không được mình đó nữa, nó không thích họ, không có giống như những cái gì mà mình nghĩ Sài Gòn của những ngày mà trước 75 nữa. Với lại thành ra tôi nghĩ là nếu mình được đó, thì có lẽ là tôi ở sống đây chết đây. Mấy thế hệ sau này mấy đứa con cũng vậy, sống đây chết đây. Nhưng mà có điều là coi như là tôi vẫn lo đầu tư cho thế hệ tương lai, là mấy đứa con tôi nó vẫn cho nó đi học tiếng Việt cho tới hết cấp lớp của ở đây tổ chức trường Việt ngữ đó. Tổ chức lúc đó là tới lớp 8, lớp 9 thì tôi nó đi học hết cấp lớp đó. Anh có mấy đứa? Hai đứa, đứa trai đứa gái, thằng trai bây giờ nó là dạy trung học đại học, còn đứa con gái thì nó là y tá ở bệnh viện Nhi Đồng ở đây. Thì tụi nó cũng tương đối ổn định, chưa có gia đình nữa nào, gia đình hết giờ. Cái kỷ niệm của anh mà nói chuyện là nói là anh mong về nhà đó sau khi đi đi du lịch, cái đó là cái năm nào? Ngay cả trước đó tôi cũng thật cảm thấy như vậy, không phải là mình quên nguồn gốc, tôi vẫn theo dõi tình hình Việt Nam như thế nào, vẫn tìm hiểu về mọi thứ đó, chứ không phải là mình quên. Nhưng mà cái nghĩa là trừ khi mà Việt Nam mà tự do hơn, nhân quyền hơn, không có cộng sản thì có thể sẽ nghĩ tới chuyện đó, chứ hiện giờ với điều kiện về mọi thứ, về luật pháp, về y tế, về tất cả những chế độ chính trị đó, tôi nghĩ đó là một lý do tại sao bây giờ những người Việt tha hương ở đây, phải không? Đa số trừ những người mà kiểu mà đoàn tụ này kia là nghĩ có thể khác cho tôi, chỉ còn những người mà đi quyết quyết đi trong cái chết đâu mà để mà tìm cái sống thì có lẽ sẽ nghĩ như vậy. Trong mấy cái năm đầu tiên á, anh thấy cảm thấy là cái gì là cái trở ngại to nhất của anh? Nhiều lắm chứ. Chẳng hạn như là mình muốn xin cho một cái công việc nào đó thì hầu hết mọi nơi đều hỏi mình kinh nghiệm làm việc ở Canada, làm thứ nhất. Thứ hai là đòi hỏi tiếng Anh mình phải fluent, hay là nói nghĩa là lưu loát. Thì có nhiều nhiều cái nó làm cho mình bị ngại. Chẳng hạn lúc tôi mới qua mình nói thì người ta không hiểu mình mấy, nhất là dân ở đây mà người ta nói thì nếu mà ta nói nhanh quá mình nghe cũng không hiểu đó. Thành ra cái tôi nghĩ là thời gian đầu trở ngại là ngôn ngữ, và có thể là cái cách nhìn đó, cách nhìn đó. Tại vì nhưng mà tôi nghĩ là cái chính là do mình phải tìm cách, mình phải làm sao tìm cách phải thân thiện, phải nghĩa là có ý chí cầu tiến. Nghĩa là motivation, cái kiểu mình phải rất là tỏ ra mình muốn làm việc thì người ta mới cung cấp việc làm cho mình chứ. Thành ra chỗ nào khi mà tôi xin job hoặc là bất cứ công việc gì, tôi cũng nói câu đầu tiên là to willing, nghĩa là to work anywhere anytime, nghĩa là không có ngại cái chuyện mà đấy, mà tôi phải sẵn sàng lúc nào cũng sẵn sàng để làm việc. Cái gì nó giúp anh trong cái sự hội nhập, hay là cái gì nó giúp anh đương đầu với những cái trở ngại đó? Thì tự nhiên tôi nói nó tức là cái sự cố gắng của mình, cái sự cố gắng, và cũng mình phải học thêm,
phải chịu khó đi học lớp đêm và đủ thứ cái mọi kịch, mà làm sao mình có thể mình nói chuyện có thể cảm thông được với người ta. Rồi cái có nhiều cái để giúp, tôi nghĩ cái ý chí của người người Việt mình đó là đa số rất là cố gắng, rất là làm cái gì thì phải làm tới nơi tới chốn. Thành ra chính nhiều khi cái công việc đó làm cho người ta là cái cách mình làm việc, nhưng mà giúp người ta sẽ nghĩa là thích chuyện thích chuyển mọi người Việt, thích hay ở người Việt để làm việc lắm, mà sau này chính nhờ vậy mà tôi thấy nhiều người supervisor của tôi á mới hỏi mày còn biết thêm người nào để giới thiệu vô để làm tiếp. Anh có suy nghĩ gì về cái phản ứng của Canada khi mà gặp thấy cái sự khủng hoảng tị nạn? Tôi nghĩ cái chuyện đó chuyện dĩ nhiên thôi. Tôi nghĩ nếu mình ở nước Việt mình mà thình lình có rất nhiều người tị nạn vô thì cách nhìn như thế nào? Chưa chắc đã có cái tính rộng mở giống như Canada. Canada tôi nghĩ là đã rất là sẵn sàng, rất là giúp đỡ, rất là nhiều. Tôi theo dõi rất là nhiều lần, ngay cả những lần như là mới gần đây là Syria rồi chẳng hạn, là Canada sẵn sàng giang tay trước, nghĩa là không lúc nào không mở rộng tay hết và tỏ ra rất là thân thiện. Tôi thấy ngay cả những người dân cử, những người mà bên chính quyền của Canada cũng vậy, rất là rộng, nghĩa là rộng thân thiện và rất là sẵn sàng giúp đỡ. Thì tôi thấy Canada một trong những cái nước mà đáng sống nhất, nghĩa là cho tới bây giờ tôi thấy không có nước nào bằng, ngay cả nghĩa là so sánh những nước mà giống như là Mỹ với một tình hình hiện tại, tôi thấy cho tôi đi đâu tôi vẫn chọn trở về Canada. Anh có chia sẻ mấy cái kỷ niệm của anh hay là mấy cái câu chuyện? Bước tôi mới tới, bạn tôi nó dạy tôi lái xe, bạn nó tới trước, thì bạn cũng học chung trường xưa, mà nó biết được tôi qua tới đây thành ra nhập nhà được cũng mừng. Nhưng mà sau này nó qua một cú vật, thì nó dạy tôi lái xe, nó cho tôi chiếc xe, thì chiếc xe đó sau này nó hư dọc đường luôn, nhưng mà bình điện nó yếu, mà mùa đông thì rất là khắc nghiệt. Tôi nhớ tôi còn chạy một hồi sau tự nhiên cái bình điện nó chết, thì cái ngừng mà ngay giữa đường luôn, cái tình lệnh mấy người nhảy xuống luôn, mấy người cả đó rất là thân thiện, rất là tốt. Mấy cái nhảy xuống hỏi tôi có chuyện gì, tôi nói xe tao bị stop ra không chạy được nữa, cái nó mới phụ tôi đẩy vô trong bờ, quay đầu xe là câu bình, nghĩa là tôi thấy nghĩa là rất là cảm động, làm đủ thứ hết. Và thậm chí còn hỏi tôi có đói bụng khát nước gì hay không. Và nghĩa là thấy cái bánh xe mà hơi nghĩa là tôi nghĩ là có một phần là cái bánh xe nó bị mềm quá đó. Ông nói gì tao giúp mày thay bánh xe, mà lúc đó là tôi nghĩ cái ngày nó có thể tới âm 30 độ á. Họ giúp rất là tận tình mấy người, nghĩa là ngày nào bị nghĩa là không thể tưởng tượng. Mà thời gian đó cái thành phố này rất là vắng, rất là nhỏ chứ không giống như bây giờ là lớn đông đúc lắm đó. Chỉ những năm đó năm 88, 89 thành phố nhỏ lắm, mà bất cứ lúc nào mình gặp chuyện gì khó khăn á, mình vẫy tay cái là họ ngừng lại liền, họ có mình có vấn đề gì hay không. Rất là nhiều lần, có lần tôi bị xe, tôi bị đụng lần trước cũng vậy, họ ngừng lại liền, họ đưa cái thẻ của họ, cái cả của họ, họ nói tên tao là tao chứng kiến rõ ràng xe kêu lỗi, nếu mà cần gì mày kêu mày điện kêu police điện thoại cho tao. Nghĩa là mình chưa có, mình đâu có hỏi, mình đâu có thấy họ từ bên kia đường, họ thấy họ chạy qua họ giúp liền. Trong những cái đó là những cái mà người Việt mình không phải học hồi xưa, mình thấy từ từ thấy đám đông có chuyện gì lộn xộn mình tránh, mình đi đường khác, còn này họ ngược lại họ cốt lời họ để giúp mình. Nghĩa là thấy rất là đáng. Và ngay cả những chỗ làm cũng vậy, lúc đầu thì họ có vẻ hơi xa lạ với mình. Cái lý do hơi xa lạ là tại vì những gì mà mình khác màu da, mình nói chuyện còn ngọng nghịu, hay là mình nói họ còn khó hiểu, với lại chưa có điều kiện cảm thông gì. Nhưng mà khi họ bắt đầu hiểu được cái hoàn cảnh của mình, hiểu được cái tại sao mình đến đây, họ tìm đủ mọi cách để họ giúp mình. Thành ra tôi nghĩ là như vậy là quá quá tuyệt vời, không có, nghĩa là tới bây giờ thì vẫn nghĩ là mình mang ơn rất là lớn đối với đất nước Canada.
anh cứ vẫn thường anh thành thử anh cũng chia sẻ cái kinh nghiệm, những cái anh thuật lại cái kinh nghiệm của anh với những người bạn, những người với con cái với đoàn những người làm việc. Thậm chí nếu ngày nào có dịp nào mà hơi có lâu chứ tôi cũng có thể kể nguyên chuyến đi luôn. Mấy người đó cứ đòi tôi quay viết cuốn sách luôn. Nhưng mà cái đó là cái coi như là mình, tôi nghĩ là mình đã trải qua mà mình thấy được những cái mà mình đi và thấy thì so với là hơn những cái mức mà có thể là cái sự tưởng tượng được. Nhưng mà nhờ những cái đó mà mới nghĩ là mình phải cần phải sống cho nó là tốt hơn. Và thế hệ sau này có thể học được cái gì từ cái kinh nghiệm của anh và cái kinh nghiệm của nước Canada, cái cuộc là cái phản ứng tị nạn, cái chào đón những người tị nạn của nước Canada. tôi nghĩ là sau này á, tôi cũng muốn khuyến khích con tôi là đứng ra bảo lãnh nếu mà được những cái dân tị nạn khác, hay là có thể giúp trong cái hoàn cảnh mình có cho phép. Tôi với bà xã tôi cũng cũng đứng trong cái group sponsorship để mà bảo lãnh mấy người còn lại kẹt lại ở Thái Lan hiện giờ. Hoặc là mình tham gia những cái lâu lâu vẫn có gây quỹ đó, thì cái đó coi như mình tỏ lại, với lại mình phải trả lại cái ơn mà Canada đã lo lắng đùm bọc cho những người đi trước. Và họ không đòi hỏi, họ đâu có đòi hỏi điều kiện gì. Nghĩa là tôi thấy là trong tất cả các phái đoàn phỏng vấn, một trong những lý do mình muốn đi Canada là tại vì trong những cái phái đoàn phỏng vấn, chỉ có phái đoàn Canada là phỏng vấn hoàn toàn không đặt vấn đề là phải như thế này phải như thế kia. Nó chỉ đòi hỏi là nếu mà mình hoàn toàn tự do, mình vì mình mất tự do mình phải đi, thì họ sẵn sàng họ nhận. Cái đó là một cái rất là tốt. Nói là theo đúng quan điểm đó là theo cái humanity đó, nghĩa là cái tính nhân đạo rất là lớn của người Canada, có tính nhân đạo rất là lớn. Cảm ơn anh ạ, cảm ơn Cảm anh ơn. chia sẻ cái kinh nghiệm của anh, cái câu chuyện của anh ạ. Cảm ơn.